Bánh gì cô? Bánh bèo, bánh bèo, bánh chuối, khoai mì, đầy đủ. Các bạn, mình tôi hôm nay ra ngoài chợ Cầu Sấu thấy bác lớn tuổi cũng bán mấy cái đồ ăn vặt, mình ủng hộ bác nè. Đó, dĩa cơm dẹp, có lột, hộp cơm dẹp 10k. Dĩa cơm dẹp. Dạ, dạ. Đây, cơm dẹp đây. Cơm dẹp ủng hộ 10k nha, ra chợ Cầu Sấu nha. Bác nhiêu lớn tuổi nhiêu rồi bác ha? Bác nay nhiêu tuổi rồi bác ha? 70 rồi con. Dạ. Bác này 70 rồi, bác tên gì? Hả? Bác tên gì? Tên Ca. Bà tên, kêu bà chứ. Bà tên Ca. Là ca hát đó hả? Ca hát đó. Sơn Ca thấy không? Dạ, ok. Chụp với bà một tấm ảnh kỷ niệm nha. Dạ. Dạ. Ok, chúc bà buôn bay bán đất. Dạ. Mong là sẽ luôn có nhiều mạnh khỏe, hạnh phúc. Dạ. Dạ, cháu ở đâu lận? Con ở Phú Quốc. Dạ, con ở đây hả? Dạ, con đây, con ở Cửa Dương á. Con lên đây đi chơi rồi con dẫn mọi người đi chơi. Và bà cũng cháu nha. Dạ. Bằng ăn phát tài đánh tới. Bằng đâu được đó nghe. Dạ. Bằng hết được nhiều bà ăn chơi ăn thiệt đó nghe. Con nói bà biết nè. Con là YouTuber. Dạ. Con điên review á là mọi người sẽ đến ủng hộ bà nhiều hơn. Dạ. Vậy nha, bà mọi người khán giả của Mr. Hill đến ủng hộ bà Ca. Dạ. Sơn Ca đó. Ở ngay chợ Cầu Sấu nha. Dạ. Ok, mỗi ngày bà đều bán ở đây nữa. Ở chỗ này là gần ngay chỗ cổng chợ luôn á các bạn. Ok, 70 tuổi rồi các bạn mà vẫn phải lặn lội thân cò, vẫn phải buôn bán mà bị ở ngoài lề đường mà đô thị tới dẹp thì phải chạy tội nghiệp. Ok, mấy đứa cháu cái có đô thị lại cái nó bưng vô giùm. Dạ rồi thôi, bởi vậy ok các bạn có du lịch đến đây ủng hộ bà Ca nhé. Yeah. Bye bye. Bán con nhiều lắm luôn. Đi bà tên. Bán đây một năm mấy rồi. Bán đây một năm mấy rồi. 3 giờ chiều thì ra đây bán. Sáng thì làm. 3 giờ chiều ra đây bán. Rồi nay bà nhiêu tuổi? 50 à 70. 70 tuổi rồi. Dạ. Bán nhiêu? Ngày nào cũng 7 giờ sáng là làm xong rồi đem ra đây bán tới chiều luôn hả bà? Bán tới chiều luôn. Không ai phụ bà hả? Không có ai phụ hết. Thằng Ơn nè. Dạ. Thằng này có mấy đứa giác rồi nó bưng ra giùm. Tết Tết vậy đó, rồi ai có ăn gì thì có nấy. Dạ. Ai ăn bánh tàu thì có bánh nấy, chứ mình tặng thứ thì bác cũng có bác. Dạ. Bánh bò, bánh chuối, bánh bèo, da lợn, đồ vậy đó. Dạ. Rồi chú chân, rồi ba cơm dẹ. Dạ. Bán căng hết hết vậy đó. Dạ. Thì ba buổi chiều thì cũng bán được vài chục hộp. Wow. Dạ. Thấy như là một buổi chiều vậy bán được vài chục hộp. Vài chục hộp là hộp. Thứ mớ. Hộp như lời bao nhiêu tiền bà? Hộp thì lời được 2.000. Trời. Hộp lời 2.000 các bạn. Trời ơi, thương bà quá. Cũng như là 8.000, tính 8.000 vốt mình bán lời. Dạ. Được 2.000. Thì vài chục hộp thì được trong ngoài nhà vậy đó. Ok, dạ. Nói chung là cũng đủ sống đó bà. Cũng đủ sống, mình lên đủ sống rồi. Dạ. Ok, cũng mong là bà sẽ mua bay bán đắt nha. Dạ. Rồi khán giả Mỹ Tiêu hãy ủng hộ bà Sơn Ca nha. Bán bánh bò, cơm dẹp, khoai mì, bánh chuối, bánh bèo, đó. Chân, trời ơi, một mình bà sao bà làm quá trời món luôn. Làm cái ngớ ngớ gì đó mình bán cho người ta dễ ăn. Dạ. Chứ còn mình làm một thứ bột tan thôi nha. Dạ, ok. 70 tuổi rồi các bạn. Nè, mấy tôi heo mua ủng hộ và cơm dẹp ăn rất là ngon. Ok, chúc bà luôn mạnh khỏe nha. Dạ. Các bạn đến ủng hộ bà nha.
ngay chợ Cầu Sấu. Bye bye. Mời bạn hãy xem video tiếp theo. Hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hiếu Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.